Ok, chào anh em. Hôm nay là mình lại gửi lên cho anh em ít lưỡi câu. Thì đa phần đây là những lưỡi câu của Gamakatsu nha mọi người. Thì chiếc này mình bán thì mình sẽ bán thêm một set gồm khoảng 4 đến 5 túi nha. Đa phần lưỡi này sẽ là lưỡi săn hàng. Rồi, để mình lên cụ thể từng mã cho anh em xem. Anh em cần có thể kết bạn với Zalo, số điện thoại mình để trên màn hình nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Gửi mọi người mã số 1. Đây, mã số 1. Lưỡi này lưỡi Gamakatsu và lưỡi này nó sẽ là lưỡi săn hàng mọi người, lưỡi số 17 nè, bịch này lưỡi số 18 nè, bịch này số 17 và bịch này sẽ là số 16. Bịch này thì nó ít thôi, 1 2 3 4 lưỡi thôi, nhưng mà mấy cái bịch này thì rất là ok nhá, lưỡi cực kỳ bự luôn đó. Bịch mã số 1 nó là 4 bịch nha mọi người, đó 4 bịch. Để mình lấy ra mình đo một bịch xây lưỡi cho anh em xem. Đó, dạng săn hàng nhá, cái này chiên cho anh em câu biển nhá, câu biển câu cá tra săn hàng đó. Đây cái bịch này thì nó còn nguyên đó. Thì chiếc này mình bán thì có một bịch, một số bịch đủ, một số bịch không đủ nha mọi người đó, không đủ số lượng lưỡi. Đây lưỡi săn hàng, lưỡi câu cá tra nó quéo như thế này đó, cái động chúng cái là khỏi gỡ luôn đó, khỏi sảy luôn, xe lưỡi bự nha mọi người đó, cho anh em săn hàng câu biển. Rồi giá mã số 1 giá là 100k người, 100k mã số 1 4 túi. Thì chiếc này mình bán đồng giá hết nha, đồng giá 100k hết luôn cho mọi người đó. Xe lưỡi số 17 nha, mã 18. Rồi, cái này 16 và này lưỡi dày nha mọi người đó. Mà nó chỉ có 4 lưỡi thôi, máy này thì mười mấy lưỡi đó mà đó, rất là nhiều nhé, cũng rất là nhiều nè đó. Mã số 1 100k. Mã số 2 thì mã số 2 vẫn là lưỡi săn hàng. Đây lưỡi này lưỡi số 17 nè, lưỡi Gamakatsu, lưỡi lưỡi số 14 16 lưỡi Gamakatsu, lưỡi này lưỡi số 18 đó, 18 Gamakatsu. Lưỡi số 18 này thì cực kỳ dày luôn mọi người đó, dày và bự đó, chiên về cho anh em câu cá tra nhé, em được 2 túi luôn đó. Giá họ bán tới Nhật là 250 yên, ra tầm khoảng 50.000 một lưỡi, mà mình bán 4 lưỡi, 4 bịch. 4 bịch này chỉ có 100k đó. Giá mình báo thì chưa bao gồm phí ship nha. Anh em mua thì vui lòng cộng ship giúp mình. Mỗi đơn hàng thì mình lấy đơn ship là 30k nha mọi người. Để đo cái xe lưỡi số 16 cho anh em xem. Đây. Lưỡi cực kỳ dày và bự nha mọi người. Đó. Lưỡi này về cho anh em câu cá tra, câu ngâm là khỏi chơi. Đây, nó đây, phần lưỡi nó đây. Đó, lưỡi vàng, lưỡi Gamakatsu. Đó. Rồi, giá bán vậy người, giá là 100k một túi mã số 2. 100k một mã mã số 2. Đó, có lưỡi số 17 nè, đó. Số 16 và hai bịch lưỡi số 18. Đó. Cho anh em săn hàng. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 thì cũng là chuẩn cho anh em săn hàng luôn. Mã số 3 thì gồm 1 2 3 4 5, 5 túi nha. Thì đây có túi này, túi này lưỡi số 13 nè, lưỡi số 13 này thì cực kỳ dày luôn, dày và bén nè. Đó, bịch này họ bán là 500 yên, 500 yên ra tập khoảng 100.000 rồi đó. Gồm có 1 2 3 4 5 5 lưỡi nhé. Bịch này bịch lưỡi số 18, bịch này 3 lưỡi số 18 này cũng là 5 6 7 lưỡi vậy nè. Đó, lưỡi cũng cực kỳ bén và săn hàng. Lưỡi này số 20 một đống luôn đó. Lưỡi này lưỡi số 19 đó, và cũng dạng săn hàng. Bịch này chắc đủ 8 lưỡi đó. Đây để mình đo xe lưỡi số 19 cho anh em xem đó. Thì mấy loại này thì anh em mua về thì chỉ có nước đi săn mấy cá Hugo thôi đó. Đây rộng nó dạng dày nha mọi người đó, dày và bén, phân lượng nó đây. Rồi, về cho anh em săn hàng. Đây. Đây mọi người, đó. Rồi, giá công khai mã số 3, giá là 100k luôn nha mọi người. Đó. Giá là 100k. Số 3 là bạn ta. Đây. Thì anh em có chốt á, muốn to xe lử á thì mình chụp hình gửi qua Zalo giúp mình nha. Số điện thoại để trong clip nha mọi người. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 cũng là 100k. Đó, lưỡi săn hàng đây.
lửng lửng số 12 nè, cái này chắc đủ lửng luôn mọi người, 7 lửng đây họ bán 500 viên, giá cũng cực kỳ căng. Lửng ra Makasu xe số 20, lửng ra Makasu xe số 14, lửng này họ test được 23 kg đó mọi người, đó dạng săn hàng. Lửng ra Makasu xe số 14 đây, lửng hoàng, lửng này cũng 500 viên một bịch, giá cũng cực kỳ căng nha. Mã số 4 này thì 4 bịch nhau ngay, 1 2 3 4, cũng dạng săn hàng thôi. Rồi để lấy xe lửng về đo cho mọi người xem. Lửng ra mặt su săn hàng cho anh em. Đây, cực kỳ bén và dày ha. Đó. Phẩm lửng ra đây, đó. Đây, đó phẩm lửng đó mọi người. Đó, cho anh em về săn hàng. Đây. Đó. Rồi, giá cũng vậy nha, giá cũng là 100k. Đó. Túi này hay túi kia ta? Túi này đi, để lại đi. Đó. Tiếp theo mã số số 5, mã số 5 gồm một túi nè, lửng của Nhật nè, hai túi nè, lửng Gamakatsu nè, lửng đen nè, đó ba túi nè, lửng Gamakatsu, lửng trắng nè, lửng là còn đóng luôn nè, đó bốn lửng Gamakatsu, lửng trắng, xe này sẽ cũng xe bự, xe số 19 này có 4 lửng, lửng này lửng xe số 20, đó một bịch này có 9 lửng, chắc bịch này đủ luôn. Đó, xây lửng cũng dạng săn hàng. Đó. Bịch này mã này mã số 5 thì được 5 bịch nha mọi người. Rồi giá công khai vẫn là 100k người, 100k. Đó. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6 sẽ là lửng đỏ. Đó, lửng đỏ lửng Gamakatsu. Đây là lửng xây số 5 nè, đó, lửng này cho anh em câu lăng xe. Đó, làm lăng xe. Và đây là lửng Gamakatsu xây số 17 18 19 đó, xếp theo ba dọc luôn cho anh em luôn nè. Đó. Đây, lửng này được 9 lửng chắc đủ lửng luôn. Lửng này 10 lửng chắc đủ luôn. Đó, 9 lửng đó. Xếp nguyên set lên cho anh em câu, lửng màu đỏ. Lửng Gamakatsu nha mọi người. Đó, hàng từ Nhật về. Rồi, giá mã số 6, giá cũng vậy người, giá 100k để mình đo xe số 18 này cho anh em xem. Đó. Về cho anh em săn hàng. Mấy cái lửng này thì bén khỏi khỏi phải bàn, đó cực kỳ bén luôn. Này phẩm lửng nó đây mọi người, đó này, gió thổi đây phẩm lửng nó đây, đó về cho anh em săn hàng nhé. Rồi mã số 6 giá cũng vậy người, giá cũng là 100k thôi. Đó. Chuyện này bạn gom kho bản thanh lý cho anh em. Tiếp theo mã số 7, mã số 7 sẽ lên cho mọi người là mã số là lửng hoàng, lửng Gamakatsu. Đây lửng cộng vuông săn hàng nè, bịch này có 5-6 lửng gì thôi, 2-4-5 lửng nha, loại này 5 lửng. Là lửng này lửng số 11, đó, lửng cũng dạng Gamakatsu. Lửng lửng có ngạnh nha mọi người. Đó. Đây. Lửng này cho anh em về câu đài nè, đó. Ba bịch này, ba bịch số 11, đủ lửng hết nha. Bịch này 19 lửng nè. Bịch này có 19 luôn, bịch này có 19 luôn, đó, về cho anh em săn hàng. Xây số 11 nè, đó. Lửng cực kỳ bén nha. Cho anh em câu ngâm, câu đài, câu đáy ngon lành nhá. Để đo xây lửng mã số 7 xây số 11 cho anh em xem. Đó. Một bịch giá cũng vậy nha, một mã giá cũng vậy người, giá cũng là 100k nhá. Lực mua loại này thì khá là ngờ. Thì bình thường thì một bịch này thì mình bán với giá tầm khoảng 30k. Thì anh em mua 4 bịch mà có 4 bịch mà chỉ có 100k thôi thì quá ok rồi. Đây phơm lửng đây, đó anh em về câu đài, chuẩn câu đài luôn, chuẩn câu đài dạng săn hàng, săn phi.
Đó. Anh em đây. Nếu tính mili thì con này bề ngang nó tầm khoảng 10 mili nha mọi người, 10 mili. Đó. Để cho anh em câu thả ra. Rồi, giá mã số 7 giá là 100k. Tiếp theo mã số 8. Mã số 8 thì được 1 2 3 4 5 5 bịch nha mọi người. Đây, lửa gông dài, lửa mã ra Yamakasu số 13. Yamakasu số 16, 15, 16, 15, 15. Đó. Gom lửa đây, đó. Dạng này cũng về cho anh em sân hàng. Đó, lỡ lỡ rồi. Bịch này thì nó lộn xộn nhá, nó có lửa vàng, lửa đen nè, đó. Rồi. Loại này có 1 2 3 4 5 5 bịch, có giá cũng vậy người, giá vẫn là 100k, mã số 8. Tiếp theo mã số 9. Mã số 9 thì gồm 1 2 3 4 5 6 6 bịch nhá. Bịch này 3 lử nè. Bịch này 3 lử. Bịch này 3 lử cũng dạng sân hàng nè, đó. Bịch này 16. Bịch này đủ lử. Bịch này 2 lử, bịch này 4 5 lử gì đó. Đó, gồm 6 bịch nha. Giá cũng vậy người, giá cũng là 100k. Đó. Hai bịch này ít quá, giá giảm giá người. Mã số 9 giá 80k thôi nhé. Đó. Lữ lộn xộn, cũng dạng săn hàng cho anh em nhé. Đó. 80k mã số 9. Đây, tiếp theo mã số 10 nhé. Thì mã số 10 thì mình được ở đây được là 1 2 3 4 5 5 bịch. Cái này khá là ok. Lửng này thì là lửng phơm mỏng nha người, phơm mỏng nó dập dẹp nè, thấy không? Đó, thì mình gom đây. Xe số 7 nè, số 8 nè, số 9 nè. Số 9, đó, 7 8 9 nha. Đây, phơm mỏng và dập dẹp nè. Đó. Lửng Yamakasu nha mọi người. Đó. Cái bịch này thì xem như đủ hết luôn mọi người. Thấy cũng còn rất là nhiều nè, đó. Thì mã số 10, giá muốn vậy nha, giá 100k. Để mình đo cái xe số 8 cho mọi người xem. Đó. Lửng này phơm rồi dập dẹp cho anh em về câu đài á, rất là ok luôn. Đó. Đây, lửng này nó còn niêm phong nè. Cái này nó còn không? Cái này nó tháo rồi, tháo rồi. Đó. Mọi người. Phơm nó mỏng dẹp thế này. Đó, lửng có ngạnh nhá. Đây. Đó, về cho anh em câu đài, câu phi, câu ngâm. Đây, em phơm một tập cho anh người xem. Đăng lửng này thì chịu khó quay cái này tí. Đây, phơm lửng nó thế này. Đó. Ok nha mọi người. Đó. Lửng có ngạnh đàng hoàng nhé. Đây, phơm lửng nó đây. Rồi, một túi này giá cũng vậy người, mã số 10 giá cũng vậy, giá cũng là 100k. Đó, 100k 5 túi, túi 20k, giá cũng ok luôn. Tiếp theo mã số 11. 11 là lữ Yamakasu. Đây. Phơm như vậy. Đó. Cái lữ xe số 12 nè, xe số 10 nè, xe số 13, 14, 13 gồm có 1 2 3 4 5 5 túi luôn. Đó, quá trời ok luôn. Đây. Đó. Để mình lấy ra mình đo cái phơm lữ số 13 này đi. Số 3 này thấy ít, lấy ra đo cho anh em xem nhé. Cái này mã 11 giáo vậy người, 100k. Đó. Thì cái này trọng kho gom lại. Nói chung thì xe lữ mình lấy ra mình đo là mình cố gắng lấy những cái xe lữ mà chung chung giữa giữa mấy người. À, mấy cái xe kia thì nó lớn hơn một tí thì mình không kia mình đo hết thì khó cho mình quá. Đây, phơm lửng đây đây. Đó. Phơm lửng này thì sân hàng nhé. Dạng sân hàng, câu đài nha anh em, sân câu đài sân hàng. Đó. Rồi. Lửng cực kỳ dày nha mọi người. Đó. Rồi, giá cũng vậy người, giá vẫn là 100k. Mã số 11. Tiếp theo mã số 10. Mã số 10 thì nó có xây số lửng một đống luôn. Đó. Này tầm khoảng 20 lửng có. Xe số 10 nè, xe số 14 nè, xe số 10, xe số 8,
xây số 4 1 2 3 4 5 5 bịch đó, 5 bịch này giá cũng vậy 100k luôn đó. Mã số 12 đó. Bán nguyên set này cho anh em luôn, để mình đo cái này đi, cái nò cái này thấy nhiều lượng lắm nè, anh em mua này về rất là ok. Phơm bẩn này nó sẽ cong vô thế này nha mọi người, cong vô đó, giữ cá là cho anh em nhé, rất là bén nha mọi người. Đây để mình để vô tập đo như này xem, đây đó, đây đó. Rồi giá xây số 12, giá cũng vậy người, giá vẫn là 100k đó. Rồi ok, tiếp theo là mã số 13 nha người. Mã số 13 này thì được 1 2 3 4 4 quỷ nhé, nhưng mà được có 3 quỷ này, 3 quỷ này nó trùng sang nhau nha mọi người. Đựng số 11 mà thân của nó là thân dậu, thân dẹp thế này nè, đó lượng mảnh thế này về cho anh em câu nè, đó cái này thì được cái gọng dài xây số 10 đó. Mấy cái lửng này cực kỳ bén, bén và nó dạng nó mảnh nó nhẹ mà đó, để mình lấy cái mình đo cái gọng gưỡng cho anh em xem, lấy cái này nha anh em đó. Dẹp thế này, nó được dập dẹp ha, đó. Phơm lửng như vậy nè, đó. Về cho anh em câu. Cái này chắc câu cá rô cũng được này, câu cá phi, câu rô. Anh em, sỏ trùng sâu trùng cho anh em câu. Đó đây, phơm lửng thế này, đó. Đây, rất là êm nha anh em. Ô tập của mình đo là ô tập 8mm nha mọi người. Đó, nhắc kỹ lại cho mọi người. Chứ anh em về dục vô ô tập mà 1mm anh em nói ủa sao nó nhỏ quá thì khó lắm nha. Đó. Rồi, giá công khai xây số mã số 13, giá là 100k. Tiếp theo mã số 14. Mã số 14, 14 thì là form này thì mình chọn ra cho anh em form này cho anh em về câu đài. Đó. Có xây xây số 1 nè. Xây số 1, xây số xây số 3, xây số 2, xây số 3 và xây số 8. Thì xe số 8 nó cũng là ná xe số 3 thôi mọi người. Đó, thì mình để vào luôn. Được 1, 2, 3, 4, 5. 5 quỷ nha mọi người. Đây, lượng nó đây. Đó, lượng nó dạng lên chênh lệch nhau một tí nha. Đây, thấy không? Anh em thấy rõ nha. Để mình lấy cái mình đo cái xe số 2 cho anh em xem. Đó. Đây, xe số 2 nè. Nó chênh lệch chứ xe số 1 nha tí nha. Đó. Cái này được có 5 túi nha. 5 túi này giá cũng vậy. 100k. Đó. Thì mình cũng nói rõ thì có một vài túi nó sẽ đủ số lượng lửng, một vài túi nó sẽ không nha mọi người. Cái này mình cũng không có tìm tra kỹ, giống như cái túi này nó để 13 lửng nè, nhưng mà thật sự thì đây nhìn nó ra đi, nó ra tầm khoảng 10 lửng nha mọi người. 2 4 6 8 10 11 12 13. Cái này 13 lửng đủ luôn. À, mình cũng đâu kiểm tra tới đâu. Đây, phơm lửng nó thế này đó. Và cái này nó có hai nhánh ngược nữa nè, ghim vậy ta. Đây, phơm lửng nó thế này anh em đó. Thấy không? Ngon lành nhá. Một ô tập 8mm xe số 2 đó. Rồi giá công khai mã số 14, giá vẫn là 100k đó. Tiếp theo mã số 15. Mã số 14 này anh em về câu đài, câu cá ngô, câu copy là ok. Câu cá chạ, câu cá chê nữa, cá chê thắt lát là ok nhất. Mã số 15. Mã số 15 thì làm gì một đống lưỡi cho ta. 1 2 3 4 5 6, 6 bịch nha mọi người. Mã số 15 được 6 bịch. Đây, form nó thế này. Đó, xe số 10 nè, xe số 10. Số 10 này thì một đống lưỡi luôn nè. Đó. Số 10 này về cho anh em làm lăn xe là ngon lành. À, cái này cũng là xe số 10 nhưng mà rộng hình nó vuông hơn tí, vuông hơn và thân nó dày. Số 9. Đó, số 9 này được vài lưỡi thôi. Số 10
số 10 này cũng được vài lửng đó, thì có cái này đủ lửng lắm rồi. Tính qua tính lại thì nó cũng vậy thôi, 1 2 3 4 5 6 6 bịch này giá cũng là 100k. Để mình lấy xe số 10 này ra đo cho anh em xem nhé. Cái mừng này thấy nó rất là dày nè đó. Này thì chắc đủ lửng 13 lửng đó. Đây. Về tấm lăn xe chúng ta anh em săn hàng. Đây, gọng form nó cực kỳ dày ha. Thì máy lửng gamma này thì anh em khỏi treo đồ sắt, độ bén của nó rồi. Đây, rất là ok rồi. Đây. Form lửng nó thế này nha anh em. Đây, form lửng nó thế này nha. Đó. Đó, phần lượng thế này. Rồi. Mã số 15. Giá cũng vậy người, giá cũng là 100k thôi. Đó. Tiếp theo mã số 16. Mã số 16 thì lửa Yamakasu lửa đen. Đó, mình lên cho anh em nguyên set lửa đen 1 2 3 4. 4 bịch này sẽ là 4 bịch size số 4 hết nha. Đây, lửa này lửa Yamakasu. Form của nó là chino lắc nha mọi người. Đây, đó. Đó, chino lửa đen. Đây, đó. 4 bịch này giá cũng là 100k thôi, đó. Đây, form lửa nha mọi người. Đó, để lấy form một quỹ đo cho anh em xem. Form này á bán cho nhiều anh em câu, mà anh em câu cá hanh cá cháp á rất là thích loại này. Đó. Không thôi anh em câu câu đài, dẫn đài săn hàng, săn miếng cá phi, câu cá chê, cắt liềm nha mọi người. Đây, để đo cho anh em xem. Thôi anh em về tấm lăng xê, câu cá chép. Đó. Đây, phần lửng nó thế này mọi người, phần chino nhá. Rất ok nha mọi người. Đó. Rồi, giá công khai. Mã số số 15 không ta? Số 10 mã số 16 giá là 100k luôn nhé. Mã số 16 4 bịch xe số 4. Ngon lành. Tiếp theo mã số 17. 17 sẽ là 1 2 3 4 5 5 bịch. Đây là xe số 6 nè. Đó, xe số 6 lửa trắng. Xe số 5 lửa trắng. Xe số 10. Xe số 10 với xe số 6 thì nó sẽ ná ná nhau nha mọi người, form nó giống nhau nhưng mà rộng xe số 10 nó sẽ dày hơn nhé. Đây, để cho anh em hai lưỡi anh em dễ so sánh. Xe số 9 thì số 9 thì nhỏ, xe 10 tí và xe số 3 nó cũng ná ná nhau. Có xe số 3 ít lưỡi nhất, mấy cái này là tương đối nhiều lưỡi nha mọi người. Có xe số 5 này chắc đủ lưỡi nè, xe số 6 này đủ nè, số 10 này cũng đủ luôn. Đây, để mình lấy form xe số 6 này ra đo cho anh em xem nhé. Được 1 2 3 5 bịch, 5 bịch. Mã số 17 giá cũng vậy người, giá cũng là 100k. Đó. Đây, để mình đo cho anh em xem. Lửa này anh em dạng về săn hàng. Đó, anh em câu chép, câu phi nè, tấm lăng xê. Ngon lành. Đây, form lửa đó mọi người. Form chữ U nhá. Lửa thì siêu bén rồi. Để ra mà cao su này khỏi phải bàn về chất lượng. Đó. Đây, phần lửng nó đây. Đó. Ngon lành nha mọi người. Rồi, giá cũng vậy mọi người, giá cũng là 100k. Tiếp theo mã số 18, mã cuối cùng. Mã cuối cùng lên cho mọi người là phần lửng này chuyên về cho anh em màu câu caro nha mọi người, câu gô đồng. Đây, phần số 8. Đó. Form này form câu gô đồng nha, form câu gô đồng bóng đục, câu cá lìa cá liệt đó, đây. Câu cá nâu ở đây đó, form xe nhỏ nha mọi người. Có cái loại này loại rộng dài chuyên về cho nên bóng đục. Thì cái này một lữ một bịch, hai bịch, ba bịch, bốn bịch, năm bịch nhá. Để mình lấy ra mình đo cái xe số 8 cho anh em xem. Đó, cái này là số 8 cộng dài, cũng câu cá gô đồng cũng rất ok nhé. Để đo cái này cho anh em xem. Giá cũng vậy người, giá là 100k.
Đây, phơm này, phơm câu gỗ đồng nha, bán loại này rất là nhiều luôn. Đó. Nó nhỏ mà nó bén, cực kỳ bén. Đây, nó đây. Đó. Nó đây. Đó. Bén nha mọi người, đây bén, bén lắm bén. Rồi, giá công khai mã cuối cùng, mã số 18. Giá cũng vậy nha, 100k. Rồi, đó tổng cộng 18 mã để câu lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng mã nào có thể chốt để lại shop shop thoại shop tự động liên hệ với mọi người nhé. Không thì mọi người sẽ thể liên hệ số điện thoại shop để góc này màn hình nha mọi người. Đó. Rồi, cảm ơn mọi người nhé.